Rồi ok, mình qua tiếp part 4 ha. Right, wrong, doesn't say. Đọc bài test và trả lời câu hỏi. Vậy thì giả sử như các bạn đã đọc cái câu hỏi và gạch đích từ khóa bên đây rồi, thì giờ mình qua đây mình làm thôi. Ok. Great idea, ý tưởng lớn. Fraser and Peter are two 14 years old boys who grew up in the same small Canadian town. Fraser và Peter là hai cậu con trai 14 tuổi, những cái người mà grew up là quá khứ của grow up. Ok, mình đọc là grow up, grew up. Còn have had thì grown up, nói âm qua ha. Ok, in the same small Canadian town. Ở chung một cái thị xã ở Canada nhỏ ha. Vậy là A và B ở cùng một thị xã Canada. Rồi, they have always been friends and classmates. Bọn họ luôn là những người bạn và là những người bạn học, classmate là bạn học. Vậy ngay chỗ này trả lời được cho câu 21. Câu 21 ta hỏi gì đây? Ok. Peter and Fraser go to the same school in Canada. Peter và Fraser thì đi đến học ở chung một cái trường ở Canada đúng không? Đúng rồi, lớn lên ở cùng thị xã và đồng thời vừa là bạn mà vừa là bạn học thì phải đi chung học chung một trường chứ gì nữa, mặc dù bạn kiếm thông tin mà đi chung một trường sẽ không ra. Đó là cái cách ra đề của người ta đó. Tiếp tục. Clyde on their other friends, they enjoy going fishing or swimming at the weekend. Giống như tất cả những người bạn khác thì họ thích đi câu cá hoặc đi bơi vào cuối tuần. Vậy chỗ này trả lời cho câu 22. Câu 22 người ta nói gì đây? Peter and Fraser like doing different sports to their friend. Peter và Fraser thì thích những cái môn thể thao khác với bạn của họ, trong khi trong bài mình đọc là giống như bạn của họ. Họ đi gì, họ chơi đi câu cá nè. Ok, vậy thì wrong, thông tin chỗ này là wrong ha. Go fishing và đi bơi. Tiếp tục. But for the last few months, they spend every weekend in Peter's room working on his laptop. Nhưng mà trong vài tháng vừa qua, họ đã trải qua những cái ngày cuối tuần ở trong phòng của Peter làm việc trên cái máy tính xách tay của anh ấy. Trong khi trong cái câu hỏi của mình á, câu 23 ta nói for the past few months, trong những cái tháng vừa qua thì những cậu con trai này đã spend most of their time outside, trải qua hầu hết thời gian của họ ở bên ngoài. Vậy câu trả lời của mình là wrong. Họ ở trong phòng làm việc với máy tính, thông tin ngay chỗ này đây, không có đi ra ngoài. Ok. Rồi mình đọc tiếp xuống dưới này mình sẽ thấy over 200 hour. Đây. Fraser and Peter work together for over 200 hour to make a computer game. And now it's ready to use. Trong khi đó bạn đọc dài xuống dưới đây tại bạn thấy cái từ khóa là 200 hour. À, nó giống y như trong bài. It took less than 200 hour to finish the new computer game. Vậy ngay chỗ này nó là wrong. Ở trong bài mình là hơn 200 giờ, trong câu hỏi mình là ít hơn 200 giờ. Đây nè. Thì vừa mới đọc và dịch cho bạn ngay chỗ này. Vậy ngay đây là câu 25 và thầy nói rồi, nếu mình đọc 23 rồi, mình đọc 25 rồi thì khúc giữa này sẽ có hàng là thông tin của câu 24. Mà nguyên khúc giữa này nè, không hề đề cập gì đến cái chuyện là Peter and Fraser prefer playing computer game to do their homework. Tức là Peter và Fraser thì thích chơi cái trò chơi máy tính hơn là làm bài tập về nhà. Thì thông tin này không có nói nên mình đánh vô là doesn't say. Ok, chút xíu. Rồi thôi thầy dịch luôn cho các bạn để các bạn thấy cái ý nó không có nói nè. This isn't because they have a lot of work. Điều này không phải vì họ không có bài tập về nhà. They have made a new computer work game. Họ đã đang ha, đã và đang nè làm một cái trò chơi máy tính về từ ha, word này là từ vựng á, từ ngữ. Ok, new computer work game, trò chơi từ từ vựng của máy tính mới. The idea for the game came from Fraser's little brother Kevin, who had problem with his reading. Cái ý tưởng cho cái trò chơi này đến từ cái em trai nhỏ của Fraser tên là Kevin, cái người mà gặp vấn đề với cái việc đọc. Kevin learned words more easily by seeing picture and hearing information than he does by reading. Kevin học cái từ nó dễ hơn bằng cách nhìn vào những cái hình và rồi nghe thông tin cái hình đó hơn là anh ấy đơn giản là chỉ đọc, tức là vừa nhìn hình vừa nghe thông tin thì học nó nhanh hơn là đọc không.
Đó là cái ý tưởng đến từ cái trò này. Và rõ ràng từ đây tới đây bạn không có thấy cái thông tin gì của câu 24 là Freezer với lại Peter thích chơi trò chơi máy tính hơn là làm bài tập về nhà hết. Vậy câu 24 này mình xác nhận lại là doesn't say. Đó là cách làm ha các bạn. Rồi 26, in the computer game you see a picture of the world and hear it spoken. Trong trò chơi vi tính á, thì bạn sẽ nhìn thấy một hình nè, cái hình và cái từ, bạn nghe cái từ ha, cái hình của cái từ chứ, và bạn nghe nó được nói, được đọc á. Ok, it's spoken. Rồi vậy thì mình sẽ thấy ngay chỗ này, now it's easy to you, bây giờ nó it ready to you, đã sẵn sàng để sử dụng. It's speaking the picture game, it's a picking a picture game. Nó là một cái trò chơi về hình và nói. For example, if you look at the word hat, there's drawing of a hat next to it and you can hear Peter saying hat, hat at the same time. Ví dụ, nếu bạn nhìn vào cái từ là nón, thì có một cái hình vẽ cái nón kế bên nó, tức là kế bên cái từ, và bạn có thể nghe Peter nói là hat, hat, tức là nón, nón, cùng một lượt. Ha. Như vậy thông tin này giúp mình trả lời cho câu 26. Câu 26 ta hỏi gì đây? Trong cái trò chơi này nè, nè thì á, bạn nhìn thấy cái hình của cái từ và bạn nghe nó nói cụm lượt đúng không? Quá đúng chưa nữa, vậy nó là dry ha. Rồi đồng thời câu 27, student in other country has said they would like to view the computer game. Sinh viên của những quốc gia khác thì đã nói rằng họ thích, họ muốn sử dụng cái trò chơi máy tính này. Rồi mình đọc tiếp coi có nó có nói không á. Ok, xúc chú này. The two boys have won lot of prizes for their computer game and it will be soon on sale around the world. Many schools are interested in buying it. Ok, hai cái chàng trai này đã thắng cái giải dành cho trò chơi máy tính và nó sẽ sớm được bán khắp thế giới. Nhiều trường thì rất là quan tâm đến cái việc mua nó. Ở đây mình có cái thông tin là nhiều trường ha mua, chứ không có thông tin giống như hồi nãy trong câu 27 của mình là nhiều sinh viên muốn mua hoặc là nhiều sinh viên là thích xài, không có nói. Cái trường thôi, trường học người ta mua về, có thể là mua về cho sinh viên xài không chừng. À, ok. Rồi, ngay đây 26. Vậy 27 không có thông tin, mình khỏi cần đánh vô và mình đồng thời mình đánh đây nó là doesn't say ha. Rồi, nhắc lại nè. Cái câu hỏi mình là sinh viên ở những quốc gia khác thì đã nói rằng, phát biểu rằng ha, họ muốn sử dụng cái trò chơi máy tính này. Trong khi trong bài mình thì chỉ có nói là hai chàng này trai này thắng giải, trò chơi sẽ được sớm được bán, nhiều trường quan tâm để mua, không có một chữ nào sinh viên hết. Rồi xong ha. Rồi bây giờ mình cùng đọc lại lần nữa ha, các bạn dò theo. A great idea. Fraser and Peter are two 14 years old boys who grew up in the same small Canadian town. They have always been friends and classmates. Like on their other friends, they enjoy going fishing or swimming at weekend. But for the last few months, they spend every weekend in Peter's room, working on his laptop. It isn't because they have a lot of homework. They have made a new computer word game. The idea for the game comes from Fraser's little brother, Kevin, who had problems with his reading. Kevin learns words more easily by seeing pictures and hearing information than he does by reading. His brother wanted to help. Fraser and Peter worked together for over 200 hours to make a computer game, and now it's ready to use. It's a speaking and picture game. For example, if you look at the word hat, they're drawing up the hat next to it, and you can hear Peter saying hat, hat at the same time. The two boys have won a lot of prizes for their computer game, and it will soon be on sale around the world. Many schools are interested in buying this. Okay, xong ha.